Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay kênh mình cũng đã được 800 sub rồi, thì mình sẽ làm bài tập chương 3 về tính chất nhiệt của thực phẩm ha. Đây là môn vật lý thực phẩm. Ví dụ 3.1 thì thành phần của quả chà là, mấy bạn biết quả chà là không ạ? Quả chà là hay tên tiếng Anh là Phoenix Darylair, và khối lượng riêng của các thành phần thực phẩm cho trong bảng như thế này ha. Xác định độ dẫn nhiệt. Độ dẫn nhiệt hay là hệ số dẫn nhiệt K của quả ở 25 độ C. Chúng ta sẽ sử dụng các mô hình Cobetman, mô hình song song và mô hình Cobetman. Song song nói tiếp và đẳng hướng ha. Thì song song và nói tiếp là hai mô hình dễ, còn mô hình đẳng hướng là mô hình khó, là mô hình nâng cao ha. Thì đây, trong cái thành phần của quả chà là chúng ta sẽ có nước, carbohydrate, protein, chất béo và cho. Chuột làm gì nó cả giật giật chứ gì. À, là tại mình cầm cái micro lên đó các bạn. Về thành phần thì nó sẽ chiếm bao nhiêu đây phần trăm ha. Thì mình sẽ tính được khối lượng riêng ở 25 độ C luôn, thì nó tính sẵn trong cái bảng này rồi nè. Thì để tính cái độ dẫn nhiệt của cái trái chà là bằng cách sử dụng mô hình dự đoán Coleman, thì chúng ta cần giá trị độ dẫn nhiệt của các thành phần thực phẩm. Thì chúng ta sẽ tính cái độ dẫn nhiệt của từng thành phần ha. Thì đây là công thức tính độ dẫn nhiệt của từng thành phần, thì cái bảng này quan trọng là các bạn nhớ đây đi. Thì các bạn sẽ thế 25 độ C này vô đây. Và các bạn sẽ tính ra được KI là như đây nha. 0,610, 0,233, 0,207 đó, vân vân vân. Và hệ số dẫn nhiệt của từng thành phần. Sử dụng dữ liệu về thành phần và khối lượng riêng của các thành phần được đặt ra trong câu hỏi. Khối lượng cụ thể của thành phần được tính như sau. Thể tích riêng của thành phần. Thể tích riêng của thành phần là VI. Để bằng phần khối lượng của thành phần chia phần khối lượng là XWI. Chia ra khối lượng riêng của thành phần thứ Y ha. Thì thể tích riêng của nước thì thành phần khối lượng á, XWI là 22,5% là chia khối lượng riêng, thì chúng ta sẽ có thể tích riêng là mét khối trên kg. Các thành phần khác tương tự ha. CO là carbohydrate, protein, béo và cho. Sau đó tổng thể tích riêng được tính bằng cách cộng thể tích của từng thành phần. Đây có nghĩa là tổng thể tích riêng ha. Phần thể tích của các thành phần được tính bằng cách chia thể tích thành phần cho tổng thể tích. Thể tích riêng của nước, VI riêng của nước ha, chia tổng thể tích. Phần thể tích thì được tính bằng công thức này. Sau đó các thành phần khác cũng tương tự ha. Thì mình sẽ có thể tích riêng và phần thể tích XWI. Độ dẫn nhiệt của quả chà là được xác định bằng thể tích. Mô hình song song. Thì mô hình song song thì các bạn sẽ sử dụng công thức này ha. Các bạn chỉ cần lấy cái độ dẫn nhiệt của từng thành phần chia cho cái phần thể tích này là ra như thế này ha. À, cái này 0,32 nè, cho nên là 0,61 ha. Là VA là Paracel là song song. Mô hình chuỗi hay là mô hình nối tiếp nha. Nối tiếp thì các bạn chia chứng phải nhân nữa. Đây là 1 phần KSE. Thì mình sẽ nghịch đảo lại thì KSE nó sẽ là đáp án này ha. Ngoài ra thì trong trường hợp mô hình đẳng hướng. Mô hình đẳng hướng là mô hình khó nhất ha. Của ông Cobetman. Phương trình thì giá trị K của chà là được tính theo thứ tự của nước là 1, carbohydrate là 2, protein là 3, chất béo là 4 và cho là 5 trong sự lặp lại.
thì bắt đầu pha liên tục gì nè vân vân. Thì cái mô hình đẳng hước á thì không có cho thi các bạn, không có thi, nó không có nằm trong chương trình học của chúng ta, cho nên cũng có thể bỏ bớt cũng được ha. Thì đây là kết quả thu được cho mô hình đẳng hước. Rồi ví dụ 2 thì cái thăm dò nguồn nhiệt này cũng chưa có cho thi, không biết năm các bạn có cho thi không. Nhưng mà thuộc dạng bài khó ha. Thì phương pháp giải là như thế này nè. Chia được hệ số dẫn nhiệt watt trên mét độ K. Cái này mà trong sách tiếng tiếng Việt thì ta ký hiệu là lambda. Trong môn kỹ thuật thực phẩm 2 của các bạn á, ký hiệu là lambda nha. Về ví dụ 3. Độ dẫn nhiệt của một mẫu táo được đo bằng thiết bị fit bao gồm một thanh đồng và một vít cắm đồng. Cái bài này cũng không có cho thi nữa các bạn. Nước qua lẹ ha. Tới bài 4 này mới cho thi nè. Ví dụ 3.4. Ước tính nhiệt dung riêng của khoai tây có chứa 85% là nước. 85% là nước. Vậy 15% còn lại là gì ạ? Dữ liệu cho nè. Nhiệt dung riêng của nước là 4186 joule trên kg độ K. Chất khô mà đã tách béo á thì 85% nước, chỉ 15% còn lại là gì? Chất khô. Ước tính nhiệt dung riêng ha. Thì đây là công thức tính nhiệt dung riêng. Thì các bạn sẽ lấy cái phần khối lượng khô đó nhân cho với cái nhiệt dung riêng. Ở đây có 85 là lấy 0,85 nhân cho 418678 ha. Sau đó mình sẽ cộng 0,15 là chất khô nhân cho khối lượng riêng chất khô là 837,36 joule kg độ K ha. Cuối cùng mình sẽ được kết quả này. Bài tiếp theo. Nhiệt dung riêng của hạt lúa hoang ở 20 độ C với số liệu so sánh gần đúng ha. Về thành phần, đây là thành phần cũng như tương tự với bài trên. Thì các bạn xem qua cái nào. Nó kêu gì tính nhiệt dung riêng? Kêu tính CB ha. Nhiệt dung riêng là tính CB, là sử dụng các tương quan nhiệt dung riêng. Nhiệt riêng của từng thành phần ở 20 độ C có thể tính toán kết quả được lập trong bảng như thế này. Thì đây là cái phương trình dẫn nhiệt, tính hệ số dẫn nhiệt K ha. Tại vì muốn tính được nhiệt dung riêng này thì các bạn phải có hệ số dẫn nhiệt. Đây là cái hệ số ha, thì các bạn chỉ cần mình thấy cái gì đó sai đó, giá trị nhiệt dung riêng dự đoán của các thành phần thì giá trị nhiệt dung riêng thì cái này là CB chứ. Để lấy hai công thức này ha, thì các bạn thế 20 độ C vô đây thì các bạn ra được CB. Cái bảng này sao rồi đó. CB của hạt được xác định bằng cách này ha. Thì các bạn chỉ cần lấy cái số trên đây nhân với cái thành phần này ra. Cái này mình phải coi lại cuốn sách gốc cho chắc nha các bạn ơi. Qua đi. Ví dụ 36. Nhiệt lượng kế 86 gram được bọc chân không, xác định nhiệt dung riêng của 36 gram mẫu thịt. Đầu tiên người ta đưa cốc nhiệt lượng kế và mẫu đến 12 độ C. Sau đó 86 gram nước ở 6 độ C được đổ vào cốc ha, cái này là thêm. Sau đó hệ thống được niêm phong và đưa về trạng thái cân bằng. Nhiệt độ cân bằng được ghi lại là 7,8 độ C. Nhiệt lượng riêng của nước và cốc nhiệt lượng lần lượt là 4198 và cái này nhiệt của nước và cốc nhiệt lượng kế ha. Nhiệt lượng kế được cách nhiệt tốt và nhiệt lượng thất thoát ra xung quanh không đáng kể. Tính nhiệt dung riêng của mẫu thử. Nếu mà giả sử rằng không có mất mát
hoặc tăng nhiệt đến từ xung quanh á, thì mình sẽ có năng lượng đã cho là của calorimeter cộng năng lượng của mẫu sẽ bằng năng lượng của nước ha. Thì năng lượng của calorimeter là 86 nè, nhiệt lượng kế 86 nhân cho C nhiệt lượng riêng hay là nhiệt dung riêng á, nhân cho CB ha, nhân cho cái delta T. Delta T là từ 12 trừ đi 87,8 ha. Cộng cho của mẫu, mẫu là bao nhiêu gam ạ? Mẫu mình lấy màu xanh đi. Mẫu là 36 gam thịt nè. Nhân cho CB boy. CB boy là người ta đang kêu tính ha. Mười hai trừ cho 7,8 luôn là giá trị mà nhiệt độ hạ xuống ha. Và của nước bên đây là có một cái cốc nhiệt lượng kế, nước thì mình làm màu đen đi, nước là màu 68 gram nè, các bạn đưa về kilogram ha, nhân cho cái CB của nước và nhân cho cái delta T. Delta T đây là 7,8 trừ đi cho 6 ha. Ở đây là giống như là một quá trình trao đổi nhiệt vậy đó. Thì nhiệt lượng riêng của mẫu bấm máy ra được như đây ha. Bên này mình mấy? 3.6. Tiếp theo là bài 3.7 nè. Mấy bài dễ ha. Nhiệt dung riêng của tinh bột dạng hạt có độ ẩm 23,08% được xác định bằng cách sử dụng nhiệt lượng kế quét vi sai DSC trong phạm vi nhiệt độ từ 0 đến 180 độ C. Độ lệch so với đường cơ sở đọc được là 76,5. Đối với đường cơ sở ha. Và đối độ lệch đối với mẫu là 40. Độ lệch là D. Tính này sai rồi. Đối với mẫu ha, mình cần một cây bút khác. Và 40 đối với Sapphire, khối lượng của mẫu, cái này khối lượng của Sapphire nè là 82. Biết nhiệt dung riêng của Sapphire là như đây. Khối lượng riêng của mẫu nha là 125. Mình làm màu mè nha các bạn dễ nhìn ha. Hãy tính nhiệt dung riêng của mẫu. Hãy tính nhiệt dung riêng của mẫu bằng cách sử dụng phương trình này ha. D chia D phẩy, M phẩy chia M. D là độ lệch so với mẫu, D phẩy này là D. D phẩy là độ lệch của đường cơ sở so với Sapphire. Còn màu phẩy là khối lượng riêng của Sapphire, là màu phẩy là 82. 82 là gì ạ? 82 là khối lượng của Sapphire. Thì thằng nào liên quan tới Sapphire là các bạn cắn dấu phẩy vô. Tinh bột dạng hạt thì các bạn M thôi. 82 chia 25 nhân cho CB phẩy của Sapphire là 0,194. Thì ra đáp án rồi. Bài 3 này, mình sẽ để hai cái đề ở đây cho các bạn xem ha. Thì mình sẽ giải hai bài này. Nếu video của mình được, nếu kênh của mình đạt được 1.000 sub thì mình sẽ giải hai bài 3 này ha. Giải cho các bạn xem. Mới là thuộc tính quang học rồi. Hết rồi. Đến đây là cái phần mà vật lý thực phẩm chương 3 ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau, còn chương 4 và các phần ôn tập của môn vật lý thực phẩm nữa nha.